mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Năm mươi năm sau mới báo thù. Đây là phó chủ nhiệm tự thuật câu chuyện đã xảy ra cho phụ thân của ông. Ông Phó Tính rất nghiêm cẩn, là người không hề nói giọng ngữ. Ông kể phụ thân mình năm 70 tuổi bị bệnh nghẽn mạch máu não, qua trị liệu thấy hồi phục rồi. Sau đó, chị ông rước thân phụ về nhà chăm sóc, thì đột nhiên bệnh lại tái phát. Dùng thuốc chi cũng không hiệu quả, bệnh ngày càng nặng. Thân nhân thấy có điểm quái lạ, bèn đi hỏi một vị trí tuệ cao và được biết là có một con rắn đến tìm phụ thân họ để báo thù. Vì ban sơ có hai người đồng giết con rắn này, con rắn đã báo thù một người rồi, giờ thì đến lượt phụ thân của họ. Sau này nhờ vị trí tuệ đó hòa giải, con rắn mới chịu đi, bệnh phụ thân ông Phó mới hồi phục. Khi phụ thân lành bệnh rồi, thân nhân mới tra hỏi việc này, thấy ông ngẫm nghĩ một lúc lâu rồi nhớ ra, bèn kể. Năm 17 tuổi, ông cùng người bạn trong làng cùng đập và giết một con rắn. Người kia đã chết mấy năm trước rồi. Ông không ngờ mình chỉ giết một con rắn thôi, lại bị hậu quả nghiêm trọng như vậy. Vì chuyện xảy ra đã lâu lắm, tính đến giờ có hơn 50 năm rồi. Ai mà biết là con rắn này vẫn bộc bề truy đuổi ông. Đủ thấy tâm hận thù của nó rất mãnh liệt. Nhưng chúng ta hãy thử đặt mình vào vị trí con rắn thì sẽ hiểu. Hơn 50 năm nay, nó mang thân vong linh, nếm trải nhiều thống khổ mà vô phương giải thoát. Nếu đổi lại là chúng ta, sẽ phải làm thế nào? Tất nhiên là thù hận phải ôm sâu. Biết chuyện này rồi, tôi sợ đến nỗi óc toát mồ hôi lạnh. Vì hồi nhỏ, tôi cùng chúng bạn có đập chết một con rắn rồi đem đi thiêu. Tối hôm đó, khi tôi ngủ, còn mơ thấy một ổ đầy rắn, sợ đến muốn xỉu. Sau đó, tôi còn đập chết một con rắn nữa. Giết một con thì phải thường một mạng, mà tôi giết khá nhiều lần. Bây giờ tôi đã hiểu ra, cảm thấy có hai điều cần làm ngay. Một, phải phóng sinh thật nhiều để chuộc lỗi và tụng kinh cầu cho những chúng sinh bị tôi giết. Hai, phải nỗ lực tu hành cho đạt đạo, rồi sau hoàn phục ta bà, cứu độ các quan thân trái chủ, giúp họ giải thoát, an vui. Liên Hoa Diệu Âm.